Linh kiện Việt Phong mình tiếp tục trải nghiệm cho anh em kỹ thuật mình xem một con máy hấp UV hay dân trong nghề còn gọi là máy sấy UV đó. Chiếc này là loại mới 1000W đúc nha. Con máy sấy này cũng giống những con trước đây. Kỹ thuật mà ép kính làm màn nhiều thì sẽ cảm nhận được em này tránh hồi bọt cho màn rất tốt và khô keo xanh, keo UV siêu nhanh. Tuy nhiên đặc biệt hơn, con này được update thêm tính năng mới an toàn hơn cho anh em kỹ thuật nha. Đầu tiên là có miếng lót tĩnh điện. Đây cái miếng màu xanh đó, nghĩa là cách điện, bỏ máy vô lấy máy ra là không còn tình trạng bị giật ở máy móc cho anh em nha. Thêm nữa là nó tự động ngắt, chỉ có đóng lồng lại như vậy nè là máy hoạt động, mà kéo lồng ra là máy tự động ngắt, nên là tránh được tia UV, tia cực tím chiếu vô tay. Về lâu dài thì an toàn hơn cho sức khỏe khi làm việc nha anh em. Chi phí con máy sấy UV chống hồi bọt mới này chỉ ngang ngang tầm với chi phí máy cũ thôi. Anh em thích thì nhắn liền cho linh kiện Việt Phone.